Thế thì Phục sẽ bắt đầu trao đổi với các anh chị em nhà mình về chủ đề hôm nay là cổ phiếu PVT, cổ phiếu vận tải số 1 Việt Nam. Thì trong cái buổi trao đổi này thì Phục sẽ nói một mạch khoảng 15 phút, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi giải đáp thêm để làm rõ thêm về cổ phiếu PVT này nhé. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu vào cái cổ phiếu PVT. Đây là một cổ phiếu vận tải số 1 Việt Nam. Thì nội dung cái buổi trao đổi hôm nay gồm có 4 phần chính như sau. Một, đó là vận tải biển đã thoát ra được cái giai đoạn khó khăn nhất. Thứ hai là quản trị lãnh đạo của PVT như nào. Thứ ba là đánh giá cái lợi thế cạnh tranh của PVT có tốt không, có bền vững hay không và có lâu dài hay không. Và thứ tư là cái phần mà chắc là anh chị quan tâm nhất, đó là phân tích định giá và khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu PVT này. Giới thiệu qua một chút về cái PVT này, thì đây là công ty vận tải số 1 Việt Nam với tốc độ tăng trưởng khoảng 20% một năm từ năm 2012 đến nay. Và công ty này có vị thế rất là mạnh ở các mảng sau. Thứ nhất là về mảng dầu thô thì chiếm tới 100% sản lượng dầu thô vận chuyển về Việt Nam. Thứ hai là 100% sản lượng cái vận tải khí LPG. Và thứ ba là chiếm 30% cái thị phần xăng dầu trong nước. Và cuối cùng thứ tư là PVT sở hữu cho mình một đội tàu rất là hùng hậu với 20 năm tàu vận tải. Thì trong năm 2018 vừa qua thì đã có 7 chiếc được trẻ hóa. Ngoài ra thì PVT là một doanh nghiệp trả cổ tức rất là đều hàng năm với khoảng 1.000 đồng trên một cổ phiếu, tương đương với khoảng 6% trên với cái thị giá của chúng ta mua, thì nó bằng với cái lợi suất ngân hàng. Thì đây là Phục đã giới thiệu qua về cổ phiếu PVT. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá về cái ngành vận tải biển. Đây là cái ngành mà PVT hoạt động thì chúng tôi cho rằng là khó khăn nhất thì đã qua rồi. Trên cơ sở đây ạ, chúng ta đầu tiên là nhìn đến cái diễn biến giá dầu thô từ năm 2009 đến 2019 và chúng ta rút ra được trong 10 năm qua thì có thể nói là ác mộng đối với ngành vận tải dường như đã đi qua rồi. Thì giai đoạn từ 2009 đến 2019 vừa qua thì có rất nhiều các cái công ty vận tải đã phải phá sản vì rất là nhiều các cái điểm khó khăn. Giai đoạn 2008-2009 thì khủng hoảng kinh tế đã làm cho vận tải biển lao đao rất là mạnh. Và đến năm 2010 đến 2014 thì giai đoạn này thì giá nguyên vật liệu tăng rất cao, giá một đòn nặng vào các hãng tàu biển. Đây chúng ta có thể thấy đấy ạ. Giá dầu nó luôn luôn ở mức rất cao, trung bình khoảng 100 đô ở giai đoạn này. Thì làm cho cái giá nguyên vật liệu các cái hãng biển tăng rất là mạnh, trong khi là kinh tế giai đoạn này vẫn rất khó khăn. Chính vì thế cái cước vận tải rất thấp và các doanh nghiệp bị thua lỗ rất lớn. Và giai đoạn từ 2015 đến nay thì mọi thứ gần như là đã bắt đầu khởi sắc trở lại với ngành vận tải biển do các nguyên nhân sau. Nguyên nhân một đó là kinh tế đã khởi sắc lên và giao thương tăng trưởng rất mạnh trong những giai đoạn vừa qua. Đặc biệt ở Việt Nam thì cái tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của chúng ta lên đến hơn 20% trong cái giai đoạn ý. Thứ hai đó là giá nguyên vật liệu đã trở về mức hợp lý đấy. Cụ thể đây là giá dầu giảm rất mạnh, làm cho nguyên vật liệu cho các cái công ty vận tải nó trở về mức hợp lý. Và thứ ba là một số các cái hãng tàu kể cả trong nước lẫn trên thế giới đã bị phá sản. Điều này góp phần làm cho cái sự cạnh tranh trong cái ngành này giảm bớt rất là nhiều. Cụ thể ví dụ như là cái hãng tàu Hanjin Shipping của Hàn Quốc chẳng hạn thì đã phá sản năm vừa rồi. Và đây là cái hãng tàu lớn thứ 7 thế giới. Ở Việt Nam thì cũng rất nhiều các cái hãng tàu đã phải phá sản. Ví dụ như là Việt Hải, ngày xưa có cái mã niêm yết là VSP chẳng hạn, hay là rất nhiều các cái hãng khác. Và tình hình này sẽ giúp cho cái ngành vận tải này nó cũng bớt cái việc cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa thì theo chúng tôi nghiên cứu trong những năm vừa qua thì cái lượng đóng mới tàu thì thấp hơn so với cái lượng tàu bị phá hủy. Tức là khi tàu khai thác đến một giai đoạn nào đó thì người ta sẽ phá cái tàu đó làm sắt vụn. Thì điều này cũng góp phần giúp cho cái ngành vận tải biển sẽ bớt khó khăn hơn. Thứ tư trong cái yếu tố này đó là giá tàu mua mới của các cái hãng hiện nay thì giảm còn khoảng độ 50 đến 60% so với thời kỳ cao điểm mà thôi. Điều này cũng góp phần làm giảm cái giá vốn trong cái ngành vận tải này. Đặc biệt là trong ngành vận tải này thì cái chi phí khấu hao là dường như là lớn nhất, sau đó mới chi phí nguyên vật liệu. Ngành vận tải biển này thì khó khăn nhất đã đi qua thì Phục xin lấy ví dụ ở đây đó là về doanh nghiệp về PVT chẳng hạn.
Thì thực sự kết quả kinh doanh của PVT từ năm 2011 đến nay đã khởi sắc rất nhiều. Ở trên màn hình đây chúng ta có thể nhìn thấy, đó là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVT từ 2015 đến 2018 tăng trưởng khá là mạnh, trung bình tăng trưởng đâu đó khoảng độ 18% một năm trong cái giai đoạn này. Cùng với đó là lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng theo đấy ạ. Và lợi nhuận sau thuế của PVT cũng tăng trưởng rất mạnh. Nếu như năm 2015 đạt có 432 tỷ thì đến năm 2018 đã đạt 780 tỷ rồi, tăng trưởng khá là tốt. Tiếp theo thì Phục sẽ cùng với các bạn đánh giá về cái tình hình quản trị điều hành của PVT, xem doanh nghiệp này như thế nào. Thì ban lãnh đạo của PVT là những người có dày dặn kinh nghiệm trong cái ngành vận tải này. Có thể nói là lãnh đạo PVT là những người có kinh nghiệm nhất ở Việt Nam trong cái mảng vận tải này. Thứ hai là với việc PVN chiếm tới 51% cổ phần của PVT thì PVT được thừa hưởng sự ổn định và vững chắc của mô hình kinh doanh. Và thứ ba là PVT cũng là một doanh nghiệp liên tục đổi mới trong kinh doanh. Chính vì thế cho nên là đây là doanh nghiệp lớn duy nhất ở Việt Nam còn tồn tại đến hiện nay. Đó. Thì họ đổi mới thông qua, một là thay thế các cái đội tàu cũ công suất nhỏ bằng các cái đội tàu mới và với công suất lớn thì hiệu quả hơn. Thì Phục ví dụ rất đơn giản như này, nếu như một cái tàu chở được 10 tấn thì cái chi phí là 100 triệu chẳng hạn. Thì khi PVT nâng cấp lên cái tàu lên đến gọi là 20 tấn thì chi phí nó không phải gấp đôi đâu, mà nó chỉ gấp khoảng độ 1,3 đến 1,5 lần thôi. Thì cùng thì những con người vận hành như thế. Thì điều này đang rất là đúng với cái xu hướng vận tải trên thế giới hiện nay. Và điểm thứ hai trong cái việc liên tục đổi mới này, đó chính là PVT cũng là một tay chọn cái thời điểm mua tàu với giá rất là hấp dẫn. Năm 2018 vừa qua thì PVT cùng các công ty con đã mua tới 7 cái tàu mới với giá thực sự rất là hấp dẫn. Thì Phục so sánh thì thấy rằng là chỉ đạt khoảng độ 50-60% so với những lúc cao điểm mà thôi. Và yếu tố thứ tư trong cái yếu tố quản trị điều hành được đánh giá rất cao, đó là doanh nghiệp này phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngày càng hợp lý hơn. Nếu như ngày xưa thì các doanh nghiệp vận tải thì họ có một đồng vốn trụ thì họ vay tới 4-5 đồng vốn nợ để mà mua tàu hoạt động, thì điều đó rất rủi ro khi mà giá làm hàng giảm xuống chẳng hạn, thì các cái hãng tàu ngay lập tức sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và cụ thể như đó chính là cái doanh nghiệp vận tải lớn nhất Việt Nam những năm trước đây, đó là VSP, thì đã phải phá sản vì cái nợ vay quá lớn để đầu tư cho các đội tàu. Trong cái việc phân bổ vốn này thì Phục chú ý đến hai điều. Điều thứ nhất đó là chính sách cổ tức của PVT rất là ok. Thì khi có dòng lợi nhuận về thì PVT thông thường trả cho nhà đầu tư, cho cổ đông 1.000 đồng một cổ phiếu hàng năm suốt những năm qua, và chính sách này sẽ không thay đổi, thậm chí có thể tăng lên nếu trong tương lai mà PVT có cái nhu cầu mở rộng thấp hơn từ 2021-22. Và thứ hai là cái cơ cấu của PVT, vốn của PVT rất hợp lý ở chỗ cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ của PVT đang ngày càng thấp đi và nó dưới 100%. Ngoài ra đặc biệt là cái dòng tiền từ cái hoạt động kinh doanh của PVT thì cover được toàn bộ hết những cái nợ vay này, thậm chí còn dư thừa rất lớn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với việc phát triển lâu dài của một doanh nghiệp. Nói chung thì trên đây là Phục đã đưa ra 4 cái yếu tố đánh giá quản trị điều hành của PVD được coi là rất là tốt. Yếu tố tiếp theo đó là yếu tố lợi thế cạnh tranh. Để một doanh nghiệp có thể mà mang lại được cái lợi nhuận hiệu quả lâu dài cho nhà đầu tư thì cần phải có những cái lợi thế cạnh tranh bền vững và mạnh. Thì chúng tôi cho rằng là PVT đang sở hữu được những cái lợi thế cạnh tranh bền vững đó. Thứ nhất đó là PVT có lợi thế lớn nhờ quy mô, dẫn đến các cái chi phí thấp hơn hẳn so với các cái hãng tàu ở trong nước hay là trong khu vực. Do một là PVT mua sắm được nhiều tàu mới với giá rẻ, như tôi đã nói, bằng 1/2 so với giá lúc cao điểm. Thứ hai đó là PVT có đội tàu rất trẻ, trọng tải lớn và đáp ứng được tất cả các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất hiện nay. Thế do đó là nó sẽ có thể hoạt động mạnh được trên cả các cái vùng biển quốc tế, như là sang Mỹ này, rồi Brazil này, Úc này, Nhật Bản này, vân vân và vân vân. Ngoài ra với cái trọng tải lớn và tuổi trẻ thì cái chi phí trên mỗi cái đơn vị hàng hóa thì sẽ thấp hơn. Thì điều này dường như là chỉ có đối với những cái doanh nghiệp mà có tài chính mạnh và những cái giai đoạn khó khăn vừa rồi, thì PVT là một trong doanh nghiệp như thế. Cái lợi thế cạnh tranh thứ hai chúng tôi đánh giá rất cao ở PVT đó là đây là một doanh nghiệp thuộc cái thành viên
của PVN. Thì PVT sở hữu cái đội tàu chở dầu lớn nhất và vận chuyển toàn bộ dầu cho nhà máy Dung Quất này, 30% dầu xăng dầu thành phẩm trong nước này và 90% LPG và 10% vận tải than, 10% kho nổi FSO. Thì do là thành viên của PVN, thành ra là PVT đã tận dụng được các cái mối quan hệ của PVN, từ đó cung cấp độc quyền, gần như độc quyền cho các cái doanh nghiệp trong hệ sinh thái này. Ví dụ như là nhà máy lọc dầu Bình Sơn này, thì đến nữa thì lại có nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì thực ra đang đi vào hoạt động rồi, thì hoạt động sẽ rất mạnh vào từ 2020. Cái lợi thế cạnh tranh thứ ba chúng tôi cho rằng rất là mạnh đối với PVT, đó là PVT được hưởng lợi lớn từ các cái hợp đồng với các cái đối tác như vừa trao đổi trong hệ sinh thái đó. Và lớn nhất ở đây chính là hai đối tác BR, tức là lọc hóa dầu Bình Sơn và lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thì nhờ sở hữu ba cái lợi thế cạnh tranh này thì chúng tôi cho rằng là PVT sẽ có được những cái nguồn khách hàng rất là trung thành, bền vững, ít nhất là trong 5 7 năm tới, thậm chí hơn 10 năm tới. Tiếp theo thì tôi sẽ đi vào chi tiết hơn cái phần trước tiên là phần đánh giá sức khỏe tài chính của PVT. Thì như cái bảng số liệu ở trên đây, chúng tôi tổng hợp từ các cái báo cáo tài chính hợp nhất của PVT được kiểm toán, thì chúng ta có thể thấy rằng vốn chủ sở hữu của PVT tăng trưởng qua hàng năm này tăng khá tốt. Thì nguyên nhân chủ yếu đến từ đây là lợi nhuận sau thuế giữ lại của PVT hàng năm khá là tốt, từ đó tăng vốn chủ, chứ ngoài đây là phát hành tăng vốn. Thứ hai là tổng nợ vay của PVT thì có xu hướng giảm dần qua các năm từ năm 2014. Nếu như năm 2014 thì cái nợ vay ngắn hạn và dài hạn lên đến khoảng gần 4.000 tỷ, thì đến 6 tháng 2019 thì nó đâu đó khoảng 3.200 tỷ thôi, trong khi quy mô vốn chủ sở hữu thì tăng gấp 170%, tăng 70%. Đó. Rồi tiếp theo, cái chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu thì của PVT từ năm 2014 thì lên đến 123,54%. Tuy nhiên đến năm 2019 này, đâu đó chỉ còn quanh khoảng 60%. Thì đây được coi là một mức tỷ lệ rất là an toàn đối với một doanh nghiệp mà có dòng tiền cũng rất khỏe như PVT. Thứ hai là tỷ lệ chiếm dụng vốn, thì có thể thấy rằng là PVT luôn luôn có tỷ lệ chiếm dụng vốn rất cao, lên đến khoảng tối thiểu là 150% và trên 200%. Điều này cho thấy rằng là PVT đang tận dụng được, chiếm dụng được các cái nguồn vốn của các cái đơn vị khác. Cụ thể ví dụ như là chiếm dụng được vốn của các cái khách hàng chẳng hạn. Thì điều này cho thấy cái lợi thế cạnh tranh của PVT quả thật là rất là lớn. Và đặc biệt là khi tôi so sánh với các cái doanh nghiệp vận tải khác thì không có điều này. Và tiếp theo là cổ tức tiền mặt của PVT rất đều trong các năm qua, trung bình là khoảng 10% một năm, từ năm 2016 đến 2019 rất là đều đặn qua các năm. Điều này chứng tỏ rằng là cái sức khỏe tài chính của PVT rất là mạnh và bền vững để có thể phát triển trong dài hạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đánh giá đến liên quan đến cái cơ cấu doanh thu của PVT. Thì tổng doanh thu của PVT chúng ta có thể nhìn thấy đấy, nó cũng tăng trưởng qua các năm từ 2014 đến 2018, tăng trưởng khá là mạnh. Thì trong cái kết cấu doanh thu này thì doanh thu từ dịch vụ vận tải là chiếm lớn nhất. Đó. Nếu như 2014 là chiếm 47,28% thì đến nay đã chiếm khoảng độ 56,95% năm 2018, và nó vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Tiếp theo là đến cái mảng thương mại. Doanh thu chỉ như tuy nhiên cái mảng thương mại thì có xu hướng giảm dần qua các năm. Nếu như 2014 chiếm 40% thì nay chỉ còn khoảng 30% thôi. Và thứ ba là mảng FSO và mảng FPSO liên quan đến gọi là mảng dịch vụ hàng hải đấy ạ. Đó. Thì có thể thấy rằng là hai cái mảng chủ đạo, một là dịch vụ vận tải thì đang tăng rất mạnh, thứ hai là mảng thương mại cũng đang giảm dần, và thứ ba là mảng FSO thì cũng đang tăng trưởng khá mạnh. Thì hai cái mảng này hiện đang là hai mảng chủ lực chính của PVT trong cái thời gian tới. Đó, trong thời gian tới, còn mảng khác thì không đáng kể. Thì chúng ta cùng đi cụ thể hơn đến cái cơ cấu liên quan đến giá vốn hàng bán rồi biên lợi nhuận gộp để biết rằng là mảng nào sẽ là mảng quan trọng nhất và đóng góp lớn nhất cho PVT. Ở đây chúng ta có thể thấy về cái lợi nhuận gộp đấy. Thì riêng cái mảng dịch vụ vận tải đã chiếm tới gần 70% rồi. 70%, xoay quanh khoảng 70% qua các năm. Thì đây là mảng quan trọng nhất và đang có được cái sự tăng trưởng rất mạnh như chúng ta vừa nhìn vừa sau. Thứ hai là cái mảng dịch vụ FSO và FPSO.
Thì mảng này tuy rằng là chiếm tỷ trọng doanh thu rất thấp nhưng mà biên lợi nhuận của nó rất cao, biên lợi nhuận rất cao và đóng góp tới, nếu như 2014 có 10,39% thì đến nay đã lên đến hơn 30% và nó tiếp tục tăng do năm vừa rồi PVT tiếp tục đầu tư các cái tàu cho cái mảng này khá là mạnh mẽ. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này đấy ạ. Đó, nếu như là doanh thu thì chỉ chiếm 12% thôi, nhưng mà lợi nhuận gộp thì chiếm tới 30%. Trong khi mảng thương mại tuy doanh thu chiếm rất lớn, tuy nhiên là lợi nhuận gộp thì lại không đáng kể. Đấy ạ, mảng thương mại đấy ạ. Doanh thu chiếm tới 3-4% nhưng lợi nhuận gộp chưa đến 1%. Chính vì thế, cho nên trong cái việc phân tích về PVT này thì chúng ta cần phải tập trung vào hai mảng này. Một, mảng dịch vụ vận tải và hai mảng dịch vụ FSO và FPSO, thì để chúng ta đánh giá được cái xu hướng cũng như là cái triển vọng tương lai của PVT như thế nào. Trên đây là chúng tôi đưa ra cái cơ cấu doanh thu và lợi nhuận năm 2018 để của PVT để quý vị và các bạn có thể nhìn thấy và đánh giá rõ hơn về cái đóng góp lớn nhất thuộc về những mảng nào. Tiếp theo chúng ta đến với việc đánh giá liên quan đến biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng của các mảng. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây biên lợi nhuận gộp của hai mảng lớn nhất, thứ nhất là mảng FSO và FPSO, thì mảng này biên lợi nhuận gộp lên đến khoảng 34% năm vừa rồi, và thứ hai là mảng dịch vụ vận tải chiếm 17,4%, và chính hai mảng này đóng góp cái lợi nhuận rất lớn cho PVT, còn hai mảng còn lại thì không đáng kể, thì chúng ta cũng không nên mất quá nhiều thời gian để đánh giá nó. Tiếp theo về các cái khoản lợi nhuận tài chính hay lợi nhuận khác của PVT thì rất là nhỏ. Thì điều này cho thấy rằng là PVT có được các cái khoản lợi nhuận chủ yếu từ cái hoạt động kinh doanh chính mà thôi. Tiếp theo về lợi nhuận ròng của PVT, chúng ta có thể thấy tăng trưởng rất là tốt từ 2014 đến năm 2018 đấy. Đó, đến 2018 tăng trưởng rất tốt. Đó. Tiếp theo là về biên lợi nhuận ròng thì cũng tăng trưởng khá là tốt và duy trì ổn định quanh mức 8%. Và ROE thì thực ra là ở trên đây là tôi tính nó chưa được chính xác lắm. ROE của PVT luôn luôn duy trì khoảng 16%. Do ở đây tính chưa chính xác, nguyên nhân đến từ việc là lợi trong cái vốn chủ sở hữu thì tôi chưa bóc tách cái phần lợi ích của cổ đông thiểu số. Thì lúc nãy có đánh lại nhưng cũng chưa kịp update. Tuy nhiên là chúng ta có thể nhận thấy rằng là thực tế là nó có thể đạt khoảng 16-17%. Thì thực sự đây là một cái mức biên lợi nhuận đáng mơ ước đối với các doanh nghiệp vận tải trong cái điều kiện rất là khó khăn trong những năm qua. Thì PVT so sánh với các cái hãng vận tải trong khu vực hay trên thế giới cũng đều thuộc top đầu về cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu này. Đó. Thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị về đánh giá cái dòng tiền của PVT. Thì có thể thấy rằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PVT rất là tốt trong các năm qua, dương từ 2014 đến năm 2018 và với thậm chí còn tăng trưởng cơ. Đó. Điều này cho thấy là bản thân cái hoạt động kinh doanh của PVT mang lại rất nhiều tiền. Và khi nghiên cứu kỹ cái cơ cấu dòng tiền của PVT này thì chúng tôi thấy rằng nó đến từ hai nguồn chính. Một là từ lợi nhuận sau thuế của PVT rất là tốt và tăng rất là mạnh. Thứ hai là nó đến từ việc khấu hao tài sản cố định. Bởi PVT là một doanh nghiệp đầu tư tài sản cố định rất là nhiều, cụ thể là đầu tư các cái con tàu. Chính vì thế cho nên là khấu hao hàng năm của nó khá lớn. Và dòng tiền thứ hai chúng ta cần quan tâm ở đây đó là dòng tiền đầu tư. Thì có thể thấy là dòng tiền đầu tư ngoại trừ năm 2015 do PVT gọi là có thu hồi được cái khoản đầu tư tài chính và cũng như là bán một số con tàu thì dương, còn lại các năm đều đa phần đều âm. 2015 và 2017 là dương, còn lại các năm đều âm và âm rất lớn. Đặc biệt trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 chúng ta cần phải chú ý quan sát thì nó âm rất lớn đến từ việc đầu tư tài sản cố định. Cụ thể ở đây đó là đầu tư vào các con tàu. Thì trong năm 2018 PVT đã đầu tư 7 con tàu và thanh lý một số tàu cũ nữa. Đó, nâng tổng đội tàu lên 25 tàu. Đó, và 6 tháng đầu năm 2019 thì PVT vẫn tiếp tục đầu tư các cái tàu mới và dự kiến năm nay đầu tư khoảng độ 5 con tàu nữa, nâng cái đội tàu của mình lên khoảng độ gần 30. Dòng tiền đầu tư đến chủ yếu từ hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Và từ đây có thể thấy rằng là tương lai trong 1, 2, 3, 4 năm tới thì cái doanh thu của PVT có thể tăng trưởng rất là mạnh nhờ cái đội tàu của PVT liên tục tăng này. Và cái việc cầu thì liên quan đến nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì đã được đang đưa vào hoạt động
và đến nữa sẽ đóng góp rất lớn. Tiếp theo về dòng tiền tài chính qua các năm của PVT, chúng ta có thể thấy là chủ yếu là âm. Chủ yếu là âm. Nguyên nhân đến từ việc đó chính là một, PVT trả cổ tức cho cổ đông hàng năm rất đều. Thứ hai là do việc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng khá là tốt, trong khi đầu tư thì không hết, thì PVT mang đi trả nợ được các ngân hàng. Và chúng ta lúc nãy có thể nhìn thấy ở trong cái phần sức khỏe tài chính, nợ vay đang giảm dần của PVT. Tuy nhiên đến năm 2018 thì bắt đầu dương một chút. Nguyên nhân đến từ PVT năm 2018 đầu tư mở rộng rất nhiều, do đó là cũng có tăng vay một chút. Và 6 tháng đầu năm 2019 cũng vậy, để có thể nâng cấp các cái đội tàu mới thì PVT đã vay và đầu tư thêm. Tuy nhiên cái tỷ lệ nợ vẫn là ở mức hợp lý khoảng 60%, rất là ok. Tiền và tương đương tiền của PVT hàng năm cũng rất cao, trung bình khoảng độ 1.500 tỷ hàng năm. Thì điều này cho thấy cái thanh khoản của PVT cũng rất dồi dào. Thì từ cái việc phân tích sức khỏe tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và dòng tiền, thì chúng ta có thể rút ra một kết luận rằng PVT là một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính rất mạnh, có hiệu quả kinh doanh đang rất tốt và đang ngày càng tăng trưởng mạnh. Và đặc biệt PVT tiềm ẩn cái khả năng tăng trưởng trong thời gian tới rất là mạnh mẽ khi đã đầu tư các cái đội tàu mới của mình với công suất lớn hơn, với trọng tải tốt hơn và với cái độ tuổi trẻ hơn, cũng như là với các cái tiêu chuẩn kỹ thuật tốt hơn để đáp ứng được hết các cái yêu cầu cao nhất của các hiệp hội vận tải quốc tế. Đó. Và sau đây tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn ước tính cái kết quả kinh doanh của PVT trong tương lai một chút. Thì dựa trên cái cơ sở là chúng tôi ước tính rằng là lợi nhuận sau thuế sẽ tăng trưởng khoảng 7% trong năm nay. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi sẽ tăng trưởng khoảng 13%. Nguyên nhân là do năm ngoái PVT có một khoản lợi nhuận đột biến từ bán tàu. Chính vì thế cho nên là nó sẽ có cái sự hơi đột biến. Và năm nay thì chúng ta cần phải bóc tách ra lợi nhuận cốt lõi và lợi nhuận thông thường. Thì cái việc lợi nhuận tăng này nhờ có 3 yếu tố sau. Một là hiệu suất vận chuyển cho Nghi Sơn tăng 30% trong đầu năm 2019. Thứ hai là 5 tàu mới đi vào hoạt động từ cuối 2018. Thực tế nó là 7 tàu mới cơ, nhưng mà do là công ty cũng thanh lý, thế là thành ra là có 5 tàu đi vào hoạt động từ cuối 2018 thôi. Và đã làm tăng gấp đôi lần cái công suất vận chuyển khí LPG và gấp 3 lần cái công suất vận chuyển than cho các cái nhà máy nhiệt điện, ví dụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chẳng hạn. Và thứ ba là cái công suất vận chuyển dầu thô, thành phẩm và LPG của PVT thì tăng trưởng mạnh, lần lượt là 35%, 24% và 20% đến cuối năm 2019. Cái cơ sở thứ hai ước tính cho đó là lợi nhuận sau thuế, chúng tôi cho rằng giai đoạn năm 2020 đến 2023 thì có thể tăng trưởng khoảng độ 11% trên một năm, nhờ một là thay thế các cái tàu cũ trọng tải thấp trở thành các cái tàu mới có trọng tải lớn để phục vụ cho cái nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngày càng tăng công suất và rất mạnh từ năm 2020. Bên cạnh đó là tập trung tăng cái vận chuyển LPG và than cho các cái nhà máy nhiệt điện cũng như là các PV gas vân vân. Và các cái rủi ro đối với PVT thì chúng tôi đưa ra ở đây đó là gồm có rủi ro về cước phí vận chuyển dầu thô cho BR. Chúng tôi thu được kết quả 6 tháng năm 2019 thì đang có dấu hiệu giảm và sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong tương lai. Và thứ hai là chi phí đầu tư cho tàu chở dầu loại lớn nhất cao hơn so với dự kiến. Thì 8 tháng đầu năm nay 2019 ý, thì chúng tôi có được nguồn tin và nguồn số liệu cho thấy rằng là giá tàu đã tăng đâu đó khoảng 10%. Nếu mà PVT mà mua các cái tàu này mà muộn thì có thể đội giá lên hơn so với dự tính. Tuy nhiên với giá hiện tại thì cũng phù hợp với giá dự tính của công ty trong cái suất đầu tư này. Về cái kết quả và hiệu quả kinh doanh của PVT thì như đánh giá ở trên rất là tốt. Thì tôi xin bổ sung thêm một số cái chỉ số ở đây. Thì chúng ta cần chú ý trước tiên là về lợi nhuận sau thuế của PVT thì năm 2018 thì đạt 644 tỷ. Thì chúng tôi ước tính cho các năm tới đây thì 2019 có thể đạt được khoảng 690 tỷ và 2020 có thể đạt được 770 tỷ, 2021 thì có thể đạt được 800-875 tỷ. Thì cái này thì chúng tôi dựa trên những cái ước tính giả định mà thu thập được hiện nay. Tuy nhiên nó có thể thay đổi trong tương lai nếu có những cái biến khác nó thay đổi. Và tương ứng với đó là EPS của PVT cũng sẽ tăng trưởng rất là mạnh, 2.292 đồng
lên 2.452 đồng vào 2019, 2.737 đồng vào 2020 và 3.114 đồng vào 2021. Đây là EBITDA của công ty. Đó, tức là lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao thì của PVT tăng rất là mạnh đấy, cũng tăng rất là mạnh cùng với lợi nhuận sau thuế. ROE chúng tôi tính ra được rằng là ROE của PVT sẽ tiếp tục duy trì ở mức khá cao trên 16%. Thì PE và PE forward cho các năm của PVT như sau. Đối với PE forward cho 2019 của PVT chúng tôi ước khoảng 6.85 lên, và năm 2020 khoảng 5.77 lần. Thì cái này có trừ đi 1.000 cổ tức rồi. Và 2021 thì là 4.71 lần, thì chúng tôi trừ đi đây là 2.000 cổ tức. Bởi vì trong mỗi một năm nắm giữ thì chúng tôi giả định rằng cổ tức không tăng đi. Thì với cái việc PE bằng 6.85 lần cuối năm 2019 cho một cái cổ phiếu đầu ngành với cái hiệu quả kinh doanh cao như PVT thì chúng tôi cho rằng đây rất là hấp dẫn. Đặc biệt chúng ta có khi chúng ta có tầm nhìn đến năm 2021 thì còn thấy nó hấp dẫn hơn nữa. Trên đây là những cái đánh giá và khuyến nghị đầu tư của chúng tôi về cổ phiếu PVT. Thì nếu như sử dụng phương pháp P/E lịch sử thì so sánh với các cái ngoài ra là so sánh kết hợp so sánh P so sánh với các doanh nghiệp vận tải lớn ở châu Á hay là trong cùng ngành thì giá trị hợp lý chúng tôi thấy rằng nó đạt khoảng độ 21 đến 24.500 đồng, thì tương ứng với mức PE khoảng độ 8.5 đến 10 lần, thì đây là một mức khá là hợp lý với một cái cổ phiếu hàng đầu như PVT, thậm chí có thể nói là hơi thận trọng đối với cổ phiếu này. Thứ hai là chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu cổ tức với lợi suất yêu cầu khoảng 12%, thì giá trị nội tại của PVT chúng tôi tính ra cũng khoảng độ 22.000 đồng đến 24.000 đồng trên một cổ phiếu. Và thứ ba, nếu mà sử dụng phương pháp EV trên EBITDA để so sánh với các doanh nghiệp tương đương trong khu vực như chúng tôi tổng hợp ở Thái Lan, Philippines, Trung Quốc thì giá cổ phiếu của PVT phù hợp phải là 27.000 đồng cơ, chứ không phải là 22 hoặc 24.000. Thì trên các cái cơ sở trên thì chúng tôi AZFIN đưa ra khuyến nghị mua đối cổ phiếu PVT này, mục tiêu là nắm giữ trong vòng 3 năm với lợi suất kỳ vọng là khoảng 80 đến 110% so với giá hiện tại đang giao dịch là 16.800 đồng vào ngày 6 tháng 10 năm 2019. Đó. Tóm lại thì tôi xin tổng kết lại cái nội dung về PVT hôm nay như sau. Thứ nhất là đối cổ phiếu PVT thì hoạt động trong một ngành đã qua cái giai đoạn khó khăn nhất rồi và hiện tại là đang cái giai đoạn tăng trưởng khá là tốt. Thứ hai là PVT nằm trong một hệ sinh thái rất là rộng lớn của PVN, từ đó có được những cái nguồn khách hàng vô cùng trung thành và hiệu quả. Thứ ba, đó là PVT cũng sở hữu nhiều cái lợi thế cạnh tranh khác như đội tàu rất là đông đảo với cái giá mua tàu khá là hợp lý. Ngoài ra với cái kinh nghiệm và lợi thế của cái ban lãnh đạo cũng như là các cái thủy thủ đoàn thì PVT thực sự là rất là lợi hại ở trong cái mảng này mà không một doanh nghiệp nào ở Việt Nam có thể có được. Thứ tư, đó là PVT đang được định giá với mức khá là hấp dẫn, PE bằng khoảng 6.85 lần, cổ tức khoảng độ 6% bằng với lợi suất ngân hàng. Thì đây là những cái yếu tố quyết định cổ phiếu PVT khá là hấp dẫn trong tương lai. Và cảm ơn mọi người đã nghe cái phần này.